Các anh em, chúng ta đi thủ thuật mới nha. Thủ thuật này em chia sẻ về lóc và những cái video kế tiếp là lóc 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 lóc. Tại vì xui một cái là em vô tình em đổi cái nguyên cái bộ code lóc mới, cái em đổi vô cái rồi xong cái nó trở về giống như nguyên thủy luôn. Bây giờ em phải làm lại từ đầu. Ồ, nhưng mà nó cũng có những cái mà có sẵn rồi, em thêm cái menu này ha, rồi em chia sẻ với các anh em luôn những cái đặc điểm mà em làm. Mình nó có nhiều lúc mà em không biết mò từ đâu, nhưng mà em mò từ từ em cũng rút kinh nghiệm và chia sẻ với các anh em những cái kinh nghiệm mà em thấy dễ vấp phải và các anh em cũng có thể tùy biến cao ha. Rồi trước hết các anh em vui lòng đăng nhập vào Gmail ha, Gmail của chúng ta, địa chỉ mail ha, Gmail đấy, rồi chúng ta enter. Khi mà chúng ta đăng nhập và mật khẩu với lại password này kia xong ha, rồi chúng ta sẽ vô cái trang như thế này. Rồi khi mà vô đăng nhập, chúng ta thấy được cái tài khoản của chúng ta thì chúng ta bắt đầu tiến hành, chúng ta gõ cái tên Lockbot, Lockbot các anh em mình nha. Đây đúng cái tên này luôn nha, lockbot.com. thì chúng ta sẽ thấy một cái trang mới nó hiện ra, một cái trang lock nó hiện ra, và chủ giao diện của lock nếu mà chúng ta chưa có thì nó sẽ cho chúng ta cái mục mà tạo, chúng ta tạo luôn các anh em mình nha. Rồi tiếp đó là chúng ta vào cái mục ở đây ha, một là chúng ta tạo mới nè, hoặc tạo lock mới ở đây nè ha, hai là chúng ta có rồi thì chúng ta bắt đầu chúng ta vô đề tài chính luôn nha. Rồi em ví dụ một cái lock của em là cái lock mà đây cái này đi, rồi em xem nó coi như thế nào và em chỉnh sửa ra sao, chia sẻ với các anh em luôn là những cái khúc mắc cũng như là những cái kinh nghiệm mà em bị vướng vấp phải mà khó đỡ nha, có cứ tưởng là coi như là mắt trắng rồi đó. Rồi bây giờ ví dụ cái này là em đã chèn một cái nền lock khác ha, một cái lock nào đó của người ta chia sẻ free thì em lấy em về em chỉnh sửa lại. Cái này là nguyên mẫu của người ta, em chưa chỉnh nha. Rồi bây giờ bắt đầu em chỉnh nè. Rồi các anh em vui lòng chúng ta trở về lock ha, logger nè, chúng ta vào cái mục chủ đề này, chúng ta vào cái mục chủ đề. Bây giờ chúng ta tập sự trước là cái căn bản á, là chúng ta khôi phục và sao lưu thì các anh em biết rồi ha. Khi chúng ta chỉnh sửa xong hết ok thì chúng ta sao lưu, nó sao lưu thành cái file XML đấy, các anh em tải xuống nha, thì nó sẽ lưu cho chúng ta đấy cái file này, thì chúng ta lưu chúng ta để dành nha. Rồi chúng ta sợ virus thì các anh em nhớ là vậy này, đóng gói file nén nha. Rồi bây giờ chúng ta khôi phục nè, bây giờ em thử khôi phục một cái lock khác mà người ta chia sẻ. Rồi em ví dụ đi, coi em ví dụ cái Lastica này, hồi nãy là cái cà phê hả. Rồi em ví dụ cái Lastica nè, rồi trong quá trình khôi phục chủ đề nè, nó load cái này mình nha. Rồi bắt đầu chúng ta xem lock, chúng ta ở đây có tính năng xem lock nè, chúng ta click vào xem lock ở đây nha, hoặc là các anh em mở một trang sẵn như thế này đi, trang chủ sẵn như thế này ha. Đấy, mở trang chủ sẵn thì khi mà chúng ta chỉnh sửa xong, chúng ta fix F5 hoặc là tải lại thôi, bấm F5 hoặc tải lại nha. Rồi hoặc các anh em cũng có thể vô Google Drive là chúng ta biết được chúng ta đăng nhập cái tài khoản Gmail rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta muốn chỉnh sửa cái màu thì như thế nào, bây giờ em ví dụ đi, chỉnh sửa cái màu, em ví dụ chỉnh màu này nè, màu đỏ nè. Đấy bây giờ em kiểm tra nè, nó click như em ha, chúng ta kiểm tra coi màu đỏ này là nó nằm ở vị trí nào, cái nền màu, cái mã code màu nó như thế nào ha. Rồi để chúng ta mà dựa vào cái code, cái mã đó để chúng ta chỉnh các anh em mình nha. Bây giờ các anh em không thấy rõ thì chúng ta click vào một khoảng khác. Thứ nhất là chúng ta phải tìm cho nó ra cái mã màu trước các anh em mình nha, tìm cho nó ra cái mã màu trước rồi chúng ta tính tới những cái chuyện khác. Em ví dụ đi ha, là cái nền chữ nó cũng có màu đỏ nữa nè. Đó bây giờ chúng ta tìm sao cho nó ra cái màu đỏ đi, hoặc là chúng ta biết chính xác cái màu đỏ này là cái màu, cái mã màu nào chính xác thì chúng ta sẽ dò nó ra nha các anh em mình nha. Còn không là chúng ta phải chỉnh từ từ đó, chỉnh từ từ nó hơi mất công xíu mà chỉnh vẫn được thôi chứ không phải không. Ví dụ nè ha, ví dụ ở đây cái nè, chúng ta click nền đây nó có ra cái màu khác nè, màu xanh đen như nè. Đây các anh em thấy không, nó màu đỏ nó có, nó hiện nè, nãy em bấm không ra giờ nó ra nè ha. Đây chúng ta lấy cái mã màu này nha, chúng ta copy từ cái chữ thăng nè tới dấu phẩy luôn cũng được. Rồi các anh em copy nguyên cái đoạn này nha, sao chép nha. Rồi chúng ta trở về lock của chúng ta nè, chúng ta vô cái phần tùy chỉnh, vô cái phần chỉnh sửa HTML nè ha. Đó rồi chúng ta bấm ở trong này, chúng ta click một vị trí bất kỳ, chúng ta click một cái thôi nha, buông ra liền nha. Rồi chúng ta bấm Ctrl F, rồi nó hiện lên, chúng ta copy rồi chúng ta dán vô ha, Ctrl V là dán luôn, rồi chúng ta Enter nè.
nó tìm, mới đầu nó tìm coi chúng ta thấy coi nó trùng với cái mà chúng ta đang xem hồi nãy không, chúng ta coi lại nha để biết chính xác cái vị trí nó luôn. Thì các anh em có cái phần trên này nè, đây cái phần trên này là cái đoạn code của chung cái phần màu nè, cái này nó chính xác hơn. Các anh em tìm cái này á, là nó sẽ ra gần như là đúng ngay cái vị trí luôn nha. Rồi chúng ta tìm lại nha, Ctrl F rồi Ctrl V Enter. À, ra chưa chưa hả? Chúng ta xóa thử một ký tự ra, hai ký tự ra đấy, rồi chúng ta thấy là rất là nhiều ha. Rồi bây giờ chúng ta enter tiếp rồi coi nó ra cái gì nữa nha. Đó, nó trong cái chùm này nè. Rồi chúng ta đè enter hoài luôn, chúng ta sẽ thấy là nó ở cái đoạn 200 và 201 nha. Thì cái mã màu á, chúng ta coi cái mã màu bên đây nãy nó hiện là cái mã gì, EE0104 đấy, EE0104. Thì các anh đang thấy là đây cái mã màu đây EE0104 nè. Bây giờ em không thích cái màu này ha, em đổi cái màu khác, em ví dụ em lấy cái màu khác đi, đây ví dụ em lấy cái màu này, màu xanh xanh dương nè. Đây cái mã này các anh em có thể lấy bất kỳ trang web nào, chúng ta có thể lấy chúng ta sao chép nha, chúng ta lấy thích màu nào thì chúng ta lên mấy cái trang web đó, chúng ta làm tương tự. Rồi các anh em lưu ha, chúng ta lưu nè, lưu rồi chúng ta coi rồi cập nhật thành công mới được nha các anh em nha. Ở đây cập nhật thành công mới mới chúng ta mới test được nha. Rồi đây chúng ta bấm tải lại hoặc F5 nha. Bây giờ em tải lại trước nè, đóng cái này đi nè, đấy rồi tải lại nè, là chưa, trước khi tải lại cho các anh em thấy nè, nó cái nền nè, rồi nó tải lại đó, cái nền xanh nè các anh em thấy không, bên đây nền đỏ về qua nền xanh nè đó. Thì tương tự những cái phông khác, những cái vị trí khác, những cái chữ khác thì các anh em cứ làm tương tự nha. Hoặc chúng ta thích cái một cái trang web của ai đó, ví dụ cái trang web này của em đây ha, các anh thấy cái màu nền đó, ví dụ màu nền này đi đó, màu cam này chẳng hạn, chúng ta thấy nó đẹp quá chúng ta muốn lấy thì chúng ta cứ cứ sâu rồi ha, sâu code như thế này thôi. Rồi các anh em dò ha, giờ ở đây nó có biểu tượng màu nè đấy, các anh em cứ nhìn vô đây đây nó lồi ra cái màu này, thấy chưa, nhiều khi nó hai ba màu nghe, cái mã hai ba màu mà cái mã nó khác, thành ra các anh em nhìn kỹ cái màu đây, ví dụ này cái này nó màu nó đậm nữa, màu màu này nó nhạt mà nó sáng nè đấy, nó hai màu, có những cái nó nhạt một xíu thôi, nhìn nhìn mã thì chúng ta mới phân biệt được là nó khác màu, chứ không là chúng ta nhìn mắt thường rất là khó nha. Đây ví dụ nè, hai cái này nó cũng gần như nhau mà hai cái này là mã khác nhau, cái này mình nha, đây đây nó gần giống màu nhau nè, nhìn sơ qua chúng ta không thấy cái này sáng hơn nè đấy. Thì bây giờ em ví dụ lấy cái này, cái code này nha, cái code màu này, cái mã màu này, cái này em không lấy dấu chấm phẩy cũng được nha. Rồi chúng ta qua cái này chúng ta chỉnh lại nha, cái phần hồi nãy chúng ta không thấy á, thì tốt nhất á, khi mà các anh em có á, chúng ta dán cái mã màu ra bên đi ha, để có gì chúng ta trả về nó cũng dễ, còn tìm tìm nó cũng dễ nữa. Rồi à, các anh em muốn muốn tiện nữa, các anh em có thể dùng mấy cái tính năng copy paste này kia nha, giống như cái clip it em giới thiệu rồi nha, mấy cái chương trình mà nó lưu cái những cái copy, cái lệnh copy của chúng ta đó. À, hoặc là những cái chương trình khác ở trên Shopee ra rất là nhiều nó tương tự. Rồi bây giờ chúng ta thử nha. Rồi chúng ta tìm lại hồi nãy để chúng ta không biết cái vị trí nó nằm đâu thì các anh em click chuột phải nè, em ví dụ nè, đổi trên này luôn nha, đổi nền trên đây nè, nền đỏ đây nè, chúng ta click click vô cái vị trí, đúng vị trí đó luôn, để chúng ta lấy cái màu nền nó chúng ta đổi qua cái màu khác. Có nghĩa là các anh em muốn đổi ngay cái màu nào thì chúng ta phải click chuột phải ngay cái màu đó và chúng ta kiểm tra chính xác ngay cái vị trí của cái màu mà chúng ta định đổi luôn nha, chứ không phải là nó ở vị trí khác, nhiều khi nó không ra thì các anh em chịu khó các anh em click click vào một cái bên, ví dụ ở đây chúng ta click ra, chúng ta quanh đây chúng ta click chẳng hạn, ví dụ vậy đó. Hoặc chúng ta bóc F5 chúng ta cho nó fit, nó refit lại á, rồi chúng ta load lại cho nó load, nó sẽ hiển thị nó rõ hơn. Nhiều khi nó không ra là chúng ta bắt buộc chúng ta phải tự dò một cách khác, nhưng mà cái cách này là cái cách căn bản nhất, thành ra là khi các anh em có cái căn bản này chúng ta biết rồi, chúng ta làm rất là dễ những cái màu khác nha, cũng như chúng ta tìm rất là dễ. Rồi ví dụ là nãy giờ tìm nó chưa ra nè, em ví dụ bây giờ nó không có ra, hiện ta click vô màu trắng là click vô cái chữ trắng nè, có nhiều khi nó sẽ ra, nhiều khi trong cái này nó trắng với đỏ nó chung cái khung của nó đó, nó nằm trong cái bộ khung của nó thì nó sẽ có cho chúng ta. Đây ở đây màu trắng thì có nè, đây mà em chỉ thấy màu đỏ ha. Rồi bây giờ em pick F5 cái coi, đây F5 cho nó chạy lại cái em chọn lại coi nha, rồi chọn lại cái nền đỏ nè,
Đó, cái nền đỏ này nãy chưa thay được, mới thay được cái nền dưới rồi các anh em mình nha. Đó, thay được cái nền dưới này thôi, chưa thay được cái nền trên này nè. Đó. Thì em chỉ sơ sơ thôi, các anh em tự nghiên cứu thêm, còn không á thì chúng ta tìm tìm thì bằng cách này. Đấy, hồi nãy cái màu đỏ thì chúng ta cũng biết là nó là cái chùm, cái nhóm màu á, thì nó sẽ cái chữ cái, những cái chữ cái đầu tiên nó sẽ trùng các anh em mình nha. Những cái chữ cái đầu á, thì nó sẽ trùng, mấy cái chữ sau thì nó sẽ khác biệt. Còn thường cái chữ đầu á, là nó những cái nhóm màu á, mà nó giống giống gần giống nhau này kia, thì nó sẽ những cái chữ cái nó giống nhau mấy chữ, thì chúng ta để ý chúng ta thay đổi thôi. Rồi bây giờ các anh em có thể nhìn code nè ha. Bây giờ chúng ta không biết á, bây giờ nè, ví dụ nè, dễ hơn nè. Bây giờ mấy cái từ này ha, mấy cái từ này trong cái mã mình tất nhiên là nó sẽ không có rồi, tại vì à quên, cái này là của mình, cái trang web này của mình thì sẽ có, thì chúng ta tìm theo cái tên nè. Bây giờ em ví dụ cái tên nào cho dễ đi, cái tên download đi ha. Em gõ gõ cái tên download nè. Đó, thì các anh em cứ gõ tên đây thôi, gõ trên đây control F nè, download nè, em bỏ dấu đi rồi enter. Đó, các anh em thấy không? Đó, ở đây nó sẽ ra nè ha, ở đây download children nè, DVD nè, software office nè, đó là nó ra đúng ngay cái vị trí này luôn rồi nè ha. Đấy, rồi chúng ta nhiệm vụ chúng ta tìm cái code màu trong cái phần này thôi, hoặc là trên nó một xíu, trên nó mấy cái đoạn code hoặc là trong cái khoảng đó nha. Rồi bây giờ chúng ta chịu khó chúng ta dò, thì chúng ta không tìm thủ công được khi chúng ta chịu khó chúng ta dò ở đây. Các anh em làm quen thì chúng ta dò rất là lẹ nha. Đấy, chúng ta dò sơ sơ coi code màu nằm đâu. Rồi chúng ta nhìn coi chúng ta thấy không nha. Rồi. Hoặc là như thế này, nếu mà các anh em nhìn hoặc là tìm nó hơi khó khăn quá thì chúng ta tìm thử cái vị trí nào cái màu nó tương tự. Em ví dụ cái màu như này đi, màu này nè, màu đỏ đỏ nền đỏ nè, như này nó cũng đỏ đỏ, nhưng mà do cái nền này nó là một khối, thành ra nhìn nó đậm, còn cái chữ này chúng ta nhìn nó nhạt là do nó bị thưa nên nó nhạt ha. Rồi bây giờ chúng ta tìm thử ngay cái chữ này coi nó là cái màu nào nha, nó phải là cái màu đỏ chung cái nền kia không, để chúng ta tìm, để chúng ta sẽ ra một chòm của nó. Thường á, cái người mà ta làm web á, thường người ta cũng sẽ chọn chung những cái nhóm màu cho những cái vị trí cũng như là cái bộ phận mà họ họ tùy chọn. Đấy, thì chúng ta cứ cứ thử cái này mình nha. Cái này không có thì chúng ta cứ thử những cái màu đỏ khác, nó gần gần giống giống á, chúng ta cứ thử thôi. Thì các anh em nào mà cảm thấy nó hơi mất thời gian, chúng ta bỏ qua bước này nha. Đây đây nè, em tìm ra nè. Đây, ý ý em nói là không phải là bỏ xem video, mà là chúng ta xả cho nhanh á, tại vì em hướng dẫn rất là kỹ, thành ra là em phải cần cái thời gian để tập trung theo cái trình tự cho các anh em theo dõi luôn. Chứ mà em như hướng dẫn tắt ngang nhiều, các anh em mà ta mới 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 vào á, rất là khó. Rồi em copy rồi ha, em dán qua nè, enter nè. Đấy, các anh em sẽ thấy ở dòng đây, coi chúng ta đọc sơ sơ coi nó có liên quan gì tới cái chữ nè. Đây, cái chữ này thì mấy cái như cái chữ này rồi ha. Đó, rồi chúng ta tiếp tục control F, control V, đó, enter này, enter xuống đây có nhiều code màu nè. Chúng ta không biết thì chúng ta cứ thử chỉnh một code màu khác rồi chúng ta save lại, chúng ta sẽ thấy cái sự thay đổi ở chỗ nào thì chúng ta sẽ biết được cái vị trí nó đã đổi cái anh em mình nha. À, background nè, đây, à, background nè ha. Đấy, rồi cũng rất là nhiều, cái này nó trùng màu nhiều nè, nó như em nói với các anh em đó, thấy không? Nó trùng màu nhiều là do cái người ta thiết kế web đó, người ta chọn nhiều cái đó, nó giống, thành ra là khi mà chúng ta kiểm tra chúng ta thấy nè, cái mã code nó trùng rất là nhiều nữa chưa. Đó, rồi bây giờ chúng ta cũng hơi khó để chúng ta phân định là nó nằm ở vị trí nào. Thành ra là khoan, hồi nãy em chia sẻ mà em quên nói cái vụ đây. Em ví dụ đây. Ngay cái này á, đây. Nó có nè, nó có cái đoạn code nè ha. Em ví dụ lấy cái code này đi. Coi coi chính xác không nha. Rồi, em ta copy nó quán dán vô coi. Rồi, chúng ta kéo lên nha, cái này mình nha. Nếu mà nằm cái thanh này nằm tuốt dưới, cái này em kéo lên nha, nó mới tìm bắt đầu từ đầu cho xuống tới cuối nha. Còn chúng ta tìm ngang ngang là chúng ta sẽ không thấy nha. Đây, ở đây có hai ba code nó giống nè.
Rồi chúng ta enter nữa coi, coi nó ra chỗ nào nữa không, rồi đè enter hoài cho nó chạy như chỗ nào. Đấy, có hai chỗ thôi. Thì ở đây thì hai chỗ này thì trong cái khoảng này nó có màu, đây có màu này đây. Đấy, thành ra chúng ta sẽ đổi cái màu này nè. Đấy. Rồi bắt đầu chúng ta đổi, tiến hành đổi một cái màu khác nha. Ví dụ hồi nãy cái màu xanh này ha, không cho đổi màu xanh tiếp rồi. Nó ra những cái vị trí nào, coi có mấy cái viền chữ này nó màu xanh luôn không nha. Rồi, em đổi cái màu xanh tiếp nè. Đấy. Cái màu này các anh em sưu tầm nha, tại em làm sẵn ví dụ em để sẵn làm cho lẹ. Rồi em dán nè, rồi sale nè. Đó, sale xong, qua bên kia. Để cái này nó cập nhật thành công như thế này ok mới chúng ta mới qua test nha. Bấm F5 cái này mình nha. Rồi đóng cái này đi, bấm F5. Rồi. Đấy. Đấy, nè. Các anh em thấy không? Chữ nó vẫn màu đỏ ha, chứng tỏ là cái code đó nó không có thay đổi nền chữ. Nè, cái này màu xanh này nữa, chúng ta đổi cái nền này cũng được nữa nè. À, ở đây màu xanh, ở đây màu vẫn màu đỏ, vậy là chứng tỏ là nó còn những vị trí khác. Và cái mình đang thay đổi là có nè, hình như là cái này nó đổi nè các anh em nha. Hồi nãy cái chữ popular này nó màu đỏ này, bây giờ chúng ta không biết á, nên chúng ta kiểm tra lại, chúng ta đổi lại thử nha. Anh nhớ cái này nãy nó màu đỏ nè. Rồi bây giờ chúng ta không biết cái vị trí nào luôn á, thì chúng ta hồi nãy cái có cái nào ta? Các anh em thấy không? Nếu mà chúng ta không có lưu theo cái dạng mà hồi nãy em nói á. Nè, chúng ta muốn kiểm tra ở đây, chúng ta lấy cái đây luôn nè. Giống như chúng ta không có lưu cái dạng mà code đây. Nha. Đó, hồi nãy em nói cái vụ mà code cái đoạn code trên này nha. Ý ý là khi mà chúng ta thay đổi, chúng ta nhớ lưu nguyên cái đoạn code nó như thế này, và lưu cái nền màu lại luôn. Thì chúng ta sẽ biết chắc ăn hơn. Em ví dụ như vậy nè. À, nó ấy lộn. Có nguyên cái đoạn code của người ta luôn các anh em mình nha. Đây, có nguyên cái đoạn code này chẳng hạn. Đó, có nguyên cái phần code này nè. Để khi mà chúng ta thay đổi, chúng ta muốn trả về ha, chúng ta biết ngay cái vị trí đó, nguyên cái chùm code đó nè, nó chúng ta biết được cái đoạn này ha. Đấy. Cái đoạn code này nè, nó chứa cái mã màu. Nó chứa cái mã màu của chúng ta muốn thay đổi nè, chúng ta đổi lại. Đó, quan trọng là chúng ta tìm ngay đúng vị trí đó trước nha. Rồi enter, hình V, enter. Hồi nãy có hai vị trí nè, đó đúng rồi các anh em mình nha. Nãy là trên này ha, à, 7B2 nè. Rồi em coi lại coi đúng code 7B2 không nha. Đấy, 7B2 đúng nha. Rồi bây giờ chúng ta đổi lại cái màu đỏ nè, đổi màu đỏ cho nó nè, đổi màu đỏ cho nó nè. Đấy, rồi trước khi xác nhận thì chúng ta coi ở đây, đây là cái nền xanh xanh ha các anh em mình nha. Rồi bây giờ em qua đây em sale nha, các anh em thấy nó màu đỏ này nha, để nó báo thành công rồi chúng ta qua kiểm tra. Rồi chúng ta bắt đầu xem F5, nó qua màu đỏ nè. Đấy, các anh em thấy không? Phải tương tự thôi, tương tự những bất kỳ cái nền nào, bất kỳ cái chữ nào. Em ví dụ cái này cũng vậy, bây giờ cái nền này nó màu xanh ha, chúng ta đổi cái này nè. Đấy, kiểm tra nè. Đấy, kiểm tra coi cái nơi cái nền xanh này, cái đoạn code, cái mã code nó nằm đâu nha. Rồi code nền xanh, có nền xanh đâu, đâu rồi có nền xanh đâu, không thấy. Không thấy thì chúng ta refit lại, hoặc chúng ta tìm ở những cái đoạn khác chẳng hạn. Nhiều khi cái khúc này không thấy, nhưng mà cái khúc khác các anh em kiểm tra chúng ta sẽ thấy nha. Ví dụ chúng ta vô cái trang trang chủ rồi nè, đây vô trang chủ rồi chúng ta quét coi cái nền xanh nè, rồi cho nó chúng ta chọn nè, kiểm tra lại nè. Đó, coi chúng ta thấy cái nền xanh không nha, mã code nền xanh này. Rồi không thấy luôn. Đó, chịu khó chúng ta tìm tới tìm lui cái này mình nha. Còn các anh em nào mà biết chính xác thì chúng ta không nói, chúng ta đang nói về cái việc mà chúng ta tìm thủ công. Đó, ở đây cũng có nền xanh nữa nè. Rồi chúng ta click ngay cái nền nha, click đúng ngay cái nền này các anh em mình nha. Chứ click ngay cái nền, click ngay cái chữ trắng á, là nó sẽ ra cái nền, cái code trắng đây là nó ra nè. Thấy các anh em thấy không? Đó, thì chúng ta cứ tìm cái này thôi. Mà quên, à, em sẽ có nguyên cái đoạn này nha. Đấy. Đó, em sẽ có nguyên cái đoạn này, tại vì chúng ta tìm á, chúng ta tìm nguyên cái chùm code này. Nhiều khi các anh em tìm cái đoạn này nó không ra, đoạn code này nó không ra chẳng hạn, chúng ta phải tìm những cái đoạn kế tiếp liên quan với nhau, thành ra là chúng ta tìm một chùm như vậy á. Rồi các anh em nhớ lưu lại để khi mà chúng ta muốn chỉnh lại ha, tìm tìm code là nó cũng dễ, mà muốn chỉnh là cũng dễ nữa. Đấy, rồi chúng ta tìm cái đoạn code này để chúng ta chỉnh nè. Đó, qua đây chúng ta bấm F, Ctrl F, Ctrl V, Enter. Không ra thì các anh em xóa một hai ký tự nha. Enter.
không gà hay các anh em thấy không, nó có thể là cái chùm code này nó không 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 có xác định được nè. Thành ra đó là cái việc mà em kêu là có nguyên cái chùm code là như vậy nha. Rồi em ví dụ cái chùm trên này đi, nó hình trên C nè, ở đây hình trên A, rồi hình trên V đè rồi không ra nè, xóa một ký tự rồi không ra nè, xóa tới cái khoảng cách này coi, lại có nè, rồi enter nữa coi, enter nữa coi nó ra tới đâu đó, nó ra rất là nhiều cái này mình nha. Coi hồi nãy mình có cái chùm code đó là cái mã nó là mã gì, mã của nó là 4156 4156BA đấy, thì chúng ta xem tới cái 4156BA thì chúng ta chỉnh cái này mình nha. Đó, đây là ví dụ chúng ta nhìn sơ qua thấy nè, đây nhìn sơ qua thấy code nè, code màu nè, đó code màu nè, phía trước hoặc phía sau cái phần của mình chọn là nó sẽ có cái mã code màu nè. Rồi enter tiếp cái này mình nha, đó chúng ta sẽ thấy cái nền nè, nền nó chạy xuống nè, nó đó nó đang chạy đó đó, thì chúng ta cứ tìm xuống thôi, tìm xuống cái nền chúng ta thấy thôi nha. Tại cái này nó hơi hơi nhỏ, cái này có thể thành đèn thành don zoom lớn lên nha. Đây chúng ta cận hay gì đó, chúng ta có thể đề hình tròn rom lớn lên. Em ví dụ để như vậy đi cho các anh em nào chúng ta hơi hơi mắt hơi yếu giống như em đó, chúng ta thấy ha. Đấy rồi đó, chúng ta tiếp nha. Đây rồi cái phần này không thấy mã code nữa, đây không thấy nè ha. À, đây không thấy luôn nè, cái đoạn code này nó hơi hơi nhiều các anh em mình nha. Đó, chúng ta tìm cái đoạn code nào mà nó độc quyền á thì nó ít, lại chúng tìm rất khỏe, thì trong cái phần mà cái chùm code mà em nhắn với cái này mình copy á ha, là chúng ta copy nguyên chùm á, thì chúng ta coi cái đoạn cái chùm nào đây nè, cái nó ra nè, cái đoạn cái chùm nào mà nó độc quyền em, ví dụ nó ví dụ chùm trên này chẳng hạn, nó dài hoặc là nó nhiều từ nó không có trùng lặp thì chúng ta làm tìm nó rất là lẹ. Rồi em ví dụ cái nền này hồi nãy là nó màu gì ta, à mình tính đổi cái nền xanh này ha cho nó qua màu màu đỏ đi. Rồi em muốn cho nó qua màu đỏ luôn nè, màu đỏ là cái màu này đây, màu đỏ cam đấy. Rồi bây giờ mình qua đây mình bát ra nè, bát cái code đỏ ra, rồi chúng ta save nè. Rồi chúng ta save rồi chúng ta nha, kiểm tra coi coi nó phải là cái web cái tô đen này nó phải là màu đỏ không nha. Rồi F5 rồi ok thử coi chưa chưa thay đổi, là có thể là nó đã thay đổi ở ở cái vị trí nào đó, nó cũng có thay đổi cái này mình nha, hoặc là nó chưa đủ code. Ví dụ là một cái ví dụ một cái nền này nó ví dụ nó yêu cầu là chúng ta chỉnh hai cái code màu giống nhau và trùng cái vị trí này thì cái phần code nó hiển thị ra cái màu khác chẳng hạn, thì có thể là chúng ta chưa chỉnh đúng nha, chứ không phải là sai, chúng ta chưa chỉnh đúng cái vị trí của nó thôi, là có thể là cái code nó đang chỉnh chuyển cái màu khác chứ không phải là sai cái này mình nha. À, rồi bây giờ nãy em nói là có nguyên cái đoạn code ha, nãy cái phần đây BA đúng không, đây đây thì em ta có cái trên này đi tìm cho nó chuẩn hơn nè, nãy cái kia tìm ra nhiều nhiều quá thì chúng ta bị rối, chúng ta nét rồi nên V enter không ra là chúng ta xóa một hai ký tự nè, enter rồi vẫn không ra. Ủa, số nhiều mà chưa ra nữa ta. Ồ, tới đây mà chưa ra nữa hả? Rồi, tới đây có ra không? Đây, tới đây thì nó ra. Ủa, không biết có nó ra bao nhiêu nè, ít quá, ít ít chữ quá. Ồ, có một vị trí duy nhất luôn cái này mình nha. Một vị trí duy nhất nè. Rồi bây giờ chúng ta tìm dưới cái màu của nó coi. Cái màu của nó là cái màu gì? Nãy em có ta. BA đúng không? Đây, xuống dưới là 4156BA. Rồi không thì các anh em tìm đúng ngay cái mã code luôn cũng được nha. Rồi đâu có tìm rồi. Rồi chúng ta bây giờ chúng ta sợ tìm đúng mã code đó, tìm ngay cái mã code nó luôn, nó nghe ra nhiều cái giống nhau nữa. Là sợ cái đó thôi. Rồi thành ra là để em coi coi cái mã này nó đâu rồi, nó không có ở đây rồi. Bây giờ chúng ta thử chúng ta tìm cái mã code màu luôn đi nha. Rồi chúng ta tìm cái mã code màu này luôn coi.
Đó, tìm đúng cái mã code màu này luôn các anh em mình nha. Rồi chúng ta trở lên tút trên đây nè. Đấy. Rồi, bấm đây đây một cái, bấm Ctrl F mình về Enter. Rồi, code màu này đã bị thay đổi rồi. Hồi nãy em đã thay đổi rồi. Giờ tìm hết ra cái code màu này có duy nhất một code thôi mà nãy đổi rồi. Đổi rồi sao nó chưa thay đổi cái nền này ta? Có thể là mình đổi cái vị trí nào đó chứ không phải là vị trí này cái nơi mình nha. Rồi bây giờ để em coi. Chúng ta thử tiếp cái này mình nha. Thử tiếp bây giờ ở vị trí này chúng ta không thấy đúng không? Thì chúng ta ra cái trang chủ, em đang ở trong một cái bài viết nè. Thành ra nó có một cái khác nha. Khi mà chúng ta ra trang chủ nó chỉnh là nó cũng có một cái khác nữa. Những cái code đó chúng ta thấy như vậy chứ nó có cái sự khác nhau ở những cái vị trí nha các anh em mình nha, trong trang và cái trang chủ nó lại khác nhau nha. Có những cái nó khác, có những cái mà cái người ta đặt code giống thôi chứ không phải là nó trùng nha các anh em nha. Thì cái khả năng em biết tới đó thôi, các anh em nào người ta giỏi hơn chia sẻ cho em học hỏi thêm nha. Rồi bây giờ để em coi coi làm sao để em chỉnh cái nền này mới được. Mình phải qua đây coi nha, để mình kiểm tra coi nè. À, nền đỏ có nè, code màu đỏ có, code màu xanh đâu ta, các anh em thấy không, cái lúc này nó cũng hơi căng thấy nha. Đấy, có những cái em tìm nó cũng hơi bị lâu đó, tại chúng ta chưa quen, chúng ta tìm hơi lâu nè. Khi mà các anh em thấy cái màu nào đó, ví dụ chúng ta thấy màu này đi, chúng ta nhớ lưu lại cái màu này ha, để lần sau chúng ta tìm nó lẹ, mà nó biết ngay cái vị trí này nó thay đổi cái màu này, chúng ta ghi chú cái này mình nha. À, chúng ta có nguyên cái chùm code của nó nè. À, chúng ta ghi chú là ở đây là nó sẽ thay đổi những cái màu nào chẳng hạn, hoặc chúng ta cứ thử chúng ta đổi một cái màu nào đó ha, rồi chúng ta coi nó thay đổi ra sao nha. Cái video này em hướng dẫn về cái phần này thôi, phần code này thôi. Bây giờ em thử nguyên cái khung này coi, nguyên khung này nó cũng có màu xanh quá quá xanh luôn nè, để coi nó có code này không. Code code đỏ không thấy, có xanh này khó sâu nha. Thử coi, thử mình thử cái chữ trên này coi, đèn cái chữ trắng luôn coi nó ra không. À, có đỏ hả, giờ fix lại cái chạy lại cái coi nó ra không. À, đã em quét trên này nè, nó quét trên này coi thử coi nó ra không nha. Ở các anh em chịu khó quét nhiều vị trí khác nhau là nhiều khi nó sẽ ra nha. Tại vì có những cái vị trí cái code nó hiện chi tiết hiện rõ, có những cái nó hiện không rõ thì chúng ta gà mờ, chúng ta mò, chúng ta cũng có một cái bước gì đó để chúng ta làm cho nó được cái này mình nha, chứ không phải là nó hoàn toàn nó không có cái con đường để chúng ta đi. Thành ra là khi chúng ta có căn bản nên chúng ta dò dò từ từ đó, mò thì nó cũng ra thôi, chứ anh chỉnh cái web em làm lâu lắm, làm rất lâu cái này mình nha. Chỉnh từng cái khung theo ý mình, cái màu nền này kia theo ý mình khó lâu, nhất là mấy cái code giống vậy nè. Giống như các anh em tìm được cái code màu nào đó mà trùng code màu này, chúng ta chỉnh lần ra ra nó ra thay đổi cái nào thì chúng ta lưu lại cái đó, chúng ta thấy rất là dễ. Nãy giờ không thấy có màu xanh luôn ta, này nó giấu kỹ ta, giấu giấu hoài, giấu giấu khó dữ ba. Lòi ra cái coi trời, giấu kỹ quá, giấu gì ai tìm cho ra. Ủa gì ai tìm cho ra, đang tìm trên này luôn coi. Ra màu đỏ chứ không ra màu xanh nè, khó xơi à, làm khó nhau quái. Thôi để em dừng xíu các em nha, để dừng xíu mò đi. Rồi cuối cùng cũng mò ra rồi các anh em ơi. Em vô cái trang một cái bài viết bất kỳ nha, các em quét trên này nè. Đó, giờ em đóng cái này lại đi. Đó, em quét cái này rồi các em chọn cái này lại nha. Đó, cái nó sẽ lòi ra code nè. Đây có màu xanh nè, đây đó, các anh em thấy không, từ nãy tới giờ mới ra nè. Đây rồi chúng ta có cái này nha, rồi chúng ta thử nha, thử ta đổi rồi chưa, cái đoạn này là cái code nè, đây có trên đây. Rồi bây giờ chúng ta có nguyên cái đoạn code này đi nha, đây để chúng ta tìm cho nó dễ.
À, có dấu chấm luôn cái này mình nha, nên lưu cái dấu chấm của ta lại luôn, tìm cho nó dễ chính xác hơn nha. Đấy rồi, rồi chúng ta bắt cái code này ra, chúng ta lưu lại đi nè, code này bỏ đi đó, này xàm rồi đó. Chúng ta tìm cái đoạn này nha, đây tìm cái đoạn này coi nó ra tới đâu nha. Hình tròn A, hình tròn V, enter không ra thì xóa bớt nè. Đây 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 đấy đó, các anh em nhìn lại code màu nha, là màu gì nè, rồi phải 4267B2 đúng rồi nè. Đây đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đây đây 4267B2 đây đây, đúng ngay chân luôn cái này mình nha. Rồi bây giờ chúng ta đổi màu đỏ nha, đổi màu đỏ qua cho nó thử nè, đổi màu đỏ cam, rồi đổi màu cam cho nó nè, dán đây sao đấy. Rồi cái phần nãy giờ em tìm em cắt bỏ bớt nha, lâu quá tìm nãy cũng mất cả 5 phút, mất thời gian các anh em chờ đợi. Rồi giờ test cái này mình nha, giờ các anh em thấy là màu màu xanh nha, chúng ta test thử coi coi nó ra nền đỏ cho nha. Ô chưa đỏ nữa ta, chẳng lẽ lại lại là đỏ chỗ khác rồi, ở đây không đỏ các anh em ơi, không lẽ nó đỏ chỗ khác, ở đây hỏi nó không đỏ rồi, không lẽ nó đỏ chỗ nào ta, thử thử cái khung khác thôi các anh em mình nha, nhiều khi nó đỏ chỗ khác nha. Ơi ơi nó không đỏ chỗ này rồi các anh em ơi, thử cái trang chủ rồi, trang chủ đâu rồi, trang chủ đâu rồi, rồi thử trang chủ của nó đỏ trang chủ không, chưa chưa đỏ nền trang chủ luôn, rồi gì nó đỏ chứ, nó đỏ chỗ nào ta, không lẽ nó đỏ có phần này nè. Các anh em thấy không, ở đây chữ màu đỏ thì phải nè, đúng không? Đấy nè, cái chữ trang chủ này nó đỏ nữa nè đó, thì chúng ta đổi là chúng ta sẽ thấy có thay đổi thôi nha. Đấy hình như là cái thằng này là nó đỏ nè, nó chuyển màu đỏ với trang chữ trang chủ nó đỏ đỏ rồi nè đó, thì các anh em cứ đổi thôi, đổi tới đổi lui những cái vị trí á ha, còn cũng như cái khung cái viền cũng vậy, anh ta cứ lít lít vô em, ví dụ cái khung cái nền đi, ví dụ đây ví dụ cái nền này nè, đấy chúng ta kiểm tra màu này chúng ta chuyển qua màu khác à. Đó màu này nè, rồi coi có màu này không, không có màu này nữa, màu nữa cái phần này không có thì chúng ta coi nó những cái phần code đó, thì nó liên quan tới cái phần em ví dụ đi ha, chúng ta theo cái trình tự đi đấy, chúng ta theo trình tự em ví dụ cái hồi nãy cái này là nó có code sẵn nè, code màu đỏ mình không biết nó màu đỏ gì, nhưng mà mình cứ lấy cái đoạn code này mình thử nè, đây mình lấy cái đoạn code này mình thử nè, màu đỏ này để coi nó thay đổi chỗ nào nè. Đấy chúng ta copy nè, rim nè, content đây là em copy cái này em dán cái đầu đầu này vô em tìm cái này. Đó các anh em khi mà chúng ta có cái dữ liệu rồi chúng ta cứ làm ha, đó, làm tương tự em ha, là chúng ta làm từ từ nó quen, làm lâu dần chúng ta quen nhuyễn nhừ là chúng ta sẽ nhớ và chúng ta biết được cái vị trí nào luôn nha, còn ban đầu thì chúng ta chưa quen thì chúng ta tìm cho chính xác. Đây nó có code màu nè, đây code màu ngoài đây nè các anh em nha, em ví dụ em đổi cái màu này đi nha, màu đổi thành màu đỏ rồi nó ra màu nào, FF nè, rồi FF này còn nó ra màu nào đây, dán nè sale rồi, rồi để ra cái nền chữ hay cái nào nó đổi nha, em chưa biết là cái nào nó đổi luôn đó. À cái này hình như là cái này nó đổi nền lại nè đó, các anh em thấy không đó, cái này nãy nó xanh bây giờ nó đỏ nè, thấy chưa, nãy nó xanh giờ nó đỏ nè, em đổi lại á. Làm sao để em mò cái này ra cho các anh em thấy nha, không biết cái này là nó màu đen hay không, cái này phải xanh đen không, nhìn thấy nó khó khó thấy quá ta, xanh đen hay đen thùi đó, cứ lấy cái code này thử rồi các anh em mình nha, tìm thử code này nó nằm ở đâu, có phải nó mà sao mà nó hơi đen đen nhìn, tại nó nhỏ quá. Ủa, nó cũng nhiều chỗ lắm nha,
giờ chúng ta không biết thì cứ đổi một vài cái này mình nha. Rồi bây giờ ví dụ cho nó lên trên cùng coi nó là cái nào. Men size 3 cái này alo đây, nó có những cái tên thông số cái tên này kia, chúng ta xem chúng ta biết. Các anh em lập trình thì code quen thì nhìn dữ biết liền, chứ em thì thua nha. Em mà dạng gà mò nha, chứ không phải là chuyên nghiệp, như mấy anh em thông cảm nha. Em chia sẻ là những cái anh em nào chúng ta không có kinh nghiệm, cũng như là chúng ta không có học trường lớp á, giống như em vậy đó, thì chúng ta làm theo cái cách này. Cái gì thì nó cũng có cái sơ hở để chúng ta luồn lách, giống như em ấy cũng vậy thôi. Em học mấy cái CMD này kia, cũng học lóm này kia thôi, chứ không phải thực sự là em chuyên môn của em. Hình như cái này nó đổi cái này em thấy nó đổi không, đây nè, nó đổi nền nè, thấy chưa? Đây cái nền này nền khác nè, đây cái nền như này nó nhạt hơn nè, cái nền trên này nền đỏ này nó đậm hơn nè, chưa? Đó làm đổi được vị trí đó. Thì khi các anh em đổi được cái vị trí nào, chúng ta nhớ lưu ha. Tại vì cái khi mà chúng ta đã chọn được một cái lóc thì chúng ta mà chúng ta ưng ý rồi á, thì chúng ta nên lưu. Và như em như nè, đây em ví dụ đây có chỉnh màu đây đó, thì cái phần này em sượt sượt nè ha, đó em ghi chú ha. Nhưng mà cái phần này các anh em không có lưu vô cái code của chúng ta nha, chúng ta lưu vào một một cái ngoài cái văn bản TT để chúng ta đi dành chúng ta xem lại nha. Thì cái này muốn lưu code chính xác á, chúng ta nên phóng lớn như thế này nè, đó chúng ta copy và dán qua, rồi chúng ta ghi chú thêm giống như em ha. Đó cái này em ghi chú rồi nè, đó cái nào nó nằm ở thẻ nào nè, nó em ghi là đó nè, em ghi chính xác nè, tìm thẻ này luôn nè, đó thấy không? Rồi code này là đổi màu gì nè, em ghi luôn nè, đó thì các anh em cứ ghi như em nha, nó ghi như em, ghi chú như em gì, để chúng ta khi mà chúng ta làm lại trên cái lock của chúng ta đã quyết định chúng ta sử dụng lâu dài rồi đó, thì các anh em sẽ có những cái gợi ý này và chúng ta sẽ chỉnh sửa rất là lẹ các anh em mình nha. Đó giống như em vậy ha. Và các anh em lưu ý, chúng ta lưu văn bản TT thì chúng ta lưu với cái mục này đây, UTF gạch 8, hoặc là nói chung là ngoài cái NC này, ngoài cái NC này các anh em đừng có lưu nha. Lưu là chúng ta gõ tiếng Việt có dấu là nó sẽ ra sai dấu, nó ra cái tiếng gì đó không biết, nhưng mà nó không có dấu nha, nó sai dấu tờ lừa hết à. Thành ra chúng ta lưu là những cái tên này thì ok, tiếng Việt nó có dấu bình thường ha. Rồi em chia sẻ tới đây thôi, video cũng hơi dài rồi các anh em mình nha. Rồi em tiếp video kế tiếp là em sẽ chia sẻ một cái bí mật nữa cho các anh em xem. Rồi cảm ơn các anh em đã theo dõi video, xin chào và gặp anh em tiếp theo trong video tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong video tiếp theo. Bye bye.